Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mập muffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 4 cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Orange Saudi Advantage Medical Group, phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777. xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình tin tức phát hình live của đài lý đô sài gòn tv ngày hôm nay là ngày thứ hai ngày 11 tây tháng 10 kính thưa quý vị và gửi lời chào tới lê thái à, lê thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả và xin chào chị thắm mai chị thắm mai có khỏe hay không <laughs> dạ thưa quý vị thanh mai vẫn khỏe cảm ơn quý vị và dạ lê vâng. thái ngày hôm nay đầu tuần thanh mai vô thấy lê thái hơi có Được. vẻ lừa đừ, đừ, đừ một chút thanh mai cũng hỏi lê thái là sao mới cái đầu tuần mà em đã lừa đừ, đừ rồi lê thái nói em bận rộn quá chị ơi con đùm con đề lê thái nói là em có hai đứa mà chị nói em con đùm con đề bên mỹ này hai cũng là nhiều rồi thưa quý vị dạ vâng thì loay hoay với cuộc sống với lại gia đình và chăm hai đứa con chị biết là chăm hai đứa con nó không có dễ đâu thưa quý vị ừ. à, mà đối với một cái người giống như lê thái thì nhất là nhỏ bé gái của em thì buổi sáng đi học này nó phải chuẩn bị rất là nhiều cái mà con tại gái vì có mà dà, mẹ nó thì đi chắc. làm rồi à, em thì em phải cột tóc rất là cực luôn mà cột tóc con gái trong tại vì thanh mai không có con gái đúng không thanh mai không có con gái nhưng mà thanh mai có tóc dài thanh mai cũng hiểu cái nỗi khổ của những người tóc dài nhất là con gái của lê thái bé đẹp lắm thưa quý vị mà sáng nào lê thái cũng cột tóc rồi à, tế, mần tới mần lui chỉnh chỉnh chu với con lắm thôi em cột rồi nó bung ra em cột rồi nó bung ra nó không có chắc lại rồi tóc con nhiều nữa thành là cực dữ lắm luôn thôi thì mình hãy hưởng thụ những ừ. giây phút này thưa quý vị là tại vì con cái nó mau lớn lắm đúng không lê thái dạ vâng và, và đó là một cái niềm vinh dự và cái niềm hạnh phúc mà ông trợ ông cho mà ừ. và miền nam cali của chúng ta mấy bữa nay thì chị thấy là thời tiết nó thay đổi đúng không thưa anh đúng là thay đổi ngày yeah. hôm nay thì hơi hơi có gió hình chút thưa quý vị trời hơi âm u hơi buồn hơi lạnh ảnh. lạnh hơi lạnh lạnh, lạnh xe xe <laughs> và thưa quý vị sau đây thì mời quý vị cùng chúng tôi bước vào bản tin chính của phần tin việt nam hàng không mẫu hạm Anh và Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông phô trương sức mạnh. Công nhân Việt Nam ngại quay lại làm việc giữa mùa đại dịch Covid-19. Các tổ chức quốc tế buộc ngành nhựa Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn thế giới. và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết cùng với Thanh Mai. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, tin Việt Nam cũng cho biết thì ba hàng không mẫu hạm và hàng chục chiến hạm của các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ tuần này đã tiến vào Biển Đông, một trong những pha trình diễn sức mạnh hàng lớn nhất của Tây Phương tại khu vực này nhiều năm qua. Cuộc diễn tập quân sự diễn ra tại vùng biển phía tây của Philippines mà Việt Nam gọi là Biển Đông sẽ kéo dài hai tuần lễ nhằm vào chuyến tới Bắc Kinh thông điệp khẳng định quyền tự do hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo chuyên viên quân sự Richard Pinscher của Trường Nghiên cứu Quốc tế, thì ở Singapore, đây là lần xuất hiện đầu tiên sau cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan hồi năm 1996 của lực lượng hỗn hợp gồm hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoàng gia của nước Anh, hai hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan cùng với 14 chiến hạm của Nhật, Canada, New Zealand và Hòa Lan cùng tham dự đợt diễn tập tại vùng biển của Philippines. Sự kiện trên diễn ra một ngày sau khi một tổ chức sáng kiến chiến lược Nam Hải của Trung Quốc cảnh cáo hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Hoa Kỳ và HMS Queen Elizabeth của nước Anh đã vượt eo biển Basia tiến vào biển Đông. Theo các nhà phân tích thời sự quốc tế thì các quốc gia Đông Nam Á muốn Trung Quốc và Hoa Kỳ thuận thảo với nhau nhưng điều này sẽ không xảy ra và việc cố giữ vị thế ngoài cuộc của họ sẽ mỗi lúc một khó khăn hơn. liệu những chiếc quần tập yoga và giày air jordans sẽ ồ ạt xuất hiện dưới những cây thông noel ở châu âu hoa kỳ trong mùa giáng sinh sắp tới hay không vấn đề đáng lo ngại vì hàng trăm ngàn công nhân ở việt nam chỉ nhờ chờ sài gòn thưa quý vị nới lỏng các biện pháp phong tỏa để lũ lượt kéo về quê nhà tìm kiếm nơi chốn an toàn để sinh sống trong mùa đại dịch hiện nay Nhà nước Cộng sản Việt Nam ước tính khoảng 2 triệu công nhân ở Sài Gòn và các tỉnh kỹ nghệ lân cận đã bỏ việc để về quê ở miền Trung, miền Bắc và miền Tây, đe dọa làm gián đoạn trầm trọng hệ thống cung cấp hàng hóa toàn cầu. Giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi công nhân trở lại làm việc, hứa hẹn sẽ tăng lương nhưng không có mấy tác dụng. Theo nhà phân tích Camilo Leon của PTIG, thì Nike đã phải giảm 180 triệu đôi giày được sản xuất tại Việt Nam, đất nước đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, cung cấp nhiều loại sản phẩm từ vật dụng trang trí nội thất, Walmart, giày thể thao Adidas đến điện thoại thông minh Samsung. Ông Camilo Leon cũng tiên đoán sản lượng của Việt Nam cung cấp cho thị trường thế giới sẽ không trở lại bình thường cho đến giữa năm sau. Một số chính quyền địa phương đã tìm cách thuyết phục công nhân quay trở lại, đưa xe bus đến họ trở về, nhưng nhiều người cho biết là đã bỏ ngoài tay mọi lời kêu gọi của chính phủ Việt Nam. Và thưa quý vị, trong khi đó thì Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về diện tích trồng cao su, có khoảng là 1 triệu mẫu nhưng mà đứng thứ 3 toàn cầu về sản lượng và khoảng là 1.2 triệu tấn vào năm 2020. Theo phúc trình của tổ chức Forest Trend, thì thị giá nguyên liệu cao su thiên nhiên của Việt Nam xuất cảng và các sản phẩm làm bằng cao su như là vỏ xe hơi, các loại vật tư y tế, đế dài và đã tăng vọt từ 3 tỷ Mỹ Kim năm 2015 lên gần là 5.5 tỷ Mỹ Kim vào năm 2020. Tuy nhiên, các công ty hàng đầu thế giới như là Nike và Adidas đang ưu tiên tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên liệu của cao su của các nhà sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi sinh được gọi là FSC. Và đáng tiếc là Việt Nam không có nhà cung cấp nào được cấp giấy chứng nhận FSC. Forest Trend cũng cho biết, ngành cao su của Việt Nam không được cấp FSC vì hệ thống cung cấp quy tụ 265.000 chủ công ty hoạt động lộn xộn và chấp vá, không được kiểm soát chặt chẽ để mà bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế theo quy định của FSC, trộn lẫn nhiều loại nguyên liệu cao su của Cambodia và Lào. Các đại công ty cao su Việt Nam thuộc sở hữu nhà nước đã bị thu hồi giấy chứng nhận FSC năm 2015 vì giành đất sản xuất, xua đuổi dân làng Cambodia khỏi nơi sinh sống lâu đời của họ. Hiện nay thì có khoảng là một nửa sản lượng cao su của Việt Nam được xuất cảng sang Trung Quốc, vốn không buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn của FSC. Ông Phạm Khánh Nam của trường Đại học Kinh tế ở Sài Gòn xác nhận đại dịch Covid-19 gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam đã làm đa số người dân Việt Nam thay đổi thói quen chi xài. Một cô giáo 31 tuổi dạy tiếng Anh ở trường Trung học Thị xã Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã phải tiết kiệm từng giọt kem chống nắng, người trước đây có mức lương hơn 1.500 Mỹ Kim, nay chỉ còn kiếm cho tới là 1 phần 3. Cô cho biết đã không mua sắm các món hàng không cần thiết cho cuộc sống của gia đình, mặc dù đã là những món mà cô thường sử dụng hàng năm. Để tiết kiệm chi phí điện nước, cô rửa bát bằng tay thay vì máy và tắt máy lạnh vào những ngày mưa. Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 8 ở Việt Nam đã giảm hơn 10%. Ông Phạm Khánh Nam nói rằng Người tiêu thụ ở Việt Nam hiện nay có khuynh hướng mua sắm thận trọng và bỏ bớt nhiều món hàng không thật sự cần thiết sau nhiều tháng bị giam mình trong nhà. Phúc trình nghiên cứu khác cho thấy người Việt Nam chỉ xài một nửa số tiền trước đây để mua quần áo và sản phẩm điện tử. Hầu hết các công ty bán lẻ đã giảm 70% doanh số bán hàng so với trước khi bùng phát đại dịch COVID-19. Và giới chức thẩm quyền Hà Nội vừa công bố danh sách 20 khách sạn được sử dụng làm cơ sở kiểm dịch dành cho hành khách đến từ Sài Gòn, với giá quy định là từ 58 cho tới là 200 Mỹ Kim một đêm. Thông báo trên cho hay hành khách có thể chọn các địa điểm kiểm dịch của quân đội nếu không muốn ở lại các khách sạn cao cấp đắt tiền. Thông báo được công bố cùng lúc với lệnh cho phép mở lại 20 đường bay nội địa bắt đầu từ ngày hôm nay sau 2 tháng tạm dừng. Từ ngày 10 cho tới ngày 20 tháng 10, mỗi ngày sẽ có một chuyến bay khứ hồi nối liền Hà Nội và Sài Gòn. Và chỉ có hành khách đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ hoặc là giấy chứng nhận đã được điều trị khỏi bệnh mới được lên phi cơ. Mới đây, Cơ quan Hàng không Việt Nam đề nghị thực hiện việc kiểm dịch hành khách sử dụng phương tiện hàng không bay tới Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và tỉnh Lâm Đồng. Trong một tuần lễ, vì tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 vẫn còn thấp tại Việt Nam, trừ Hà Nội và Sài Gòn. Cơ quan này cũng cho biết tiếp tục hạn chế số ghế ngồi để mà hành khách giữ khoảng cách xã hội trên phi cơ và yêu cầu này làm giá vé phi cơ tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên, thì Việt Nam mở lại các chuyến bay nội địa và số vé bán được vẫn rất thấp cho thấy thì người dân vẫn còn ngại sử dụng phi cơ. Ngày hôm nay, thì Việt Nam ghi nhận hơn là 3.600 ca nhiễm COVID-19, tăng 100 ca so với ngày hôm trước và nâng tổng cộng số ca nhiễm lên sắp xỉ là 840.000 ca và Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu với hơn là 110 người chết thưa quý vị. Trong khi đó thì thông tin cho hay ông Nguyễn Độ Tuấn Anh, phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp cho hay, giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ giảm thuế suất đánh vào thịt heo đông lạnh của nhập cảng Hoa Kỳ. Trong 3 tháng cuối năm nay, Ông này nói rằng quyết định trên nhằm mục đích thúc đẩy các công ty thực phẩm Việt Nam tăng sản lượng thịt heo đông lạnh nhập cảng của Hoa Kỳ, giúp Washington thu hẹp khoảng cách thâm thủng mậu dịch với Hà Nội. Việc nới lỏng quy định hạn chế hàng hóa nhập cảng của Hoa Kỳ được coi là một phần của chiến lược để cải thiện mối liên lạc giữa Washington và Hà Nội, giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc Trung Quốc ngày càng nhiều thuế xuất đánh vào thịt heo của Hoa Kỳ xuất cạn sang Việt Nam theo quyết định mới sẽ giảm từ 15 xuống còn 10% và có thể sẽ tiếp tục giảm thuế xuất nhập cảng bắp và lúa mì mà Việt Nam đang cần. Việt Nam có đàn heo chăn nuôi lớn nhất vùng Đông Nam Á và thịt heo được ưa chuộng nhưng hai năm qua buộc phải gia tăng sản lượng nhập cảng vì dịch tả heo châu Phi bùng phát gây thiệt hại không nhỏ cho các trại chăn nuôi. và giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam tại trạm y tế Khánh Hưng thuộc tỉnh Cà Mau ra lệnh giết 13 con chó vì hai vợ chồng chủ nhân của chúng bị Covid-19 đã làm bùng phát làn sóng phẫn nộ trên trang mạng xã hội toàn cầu. Hai vợ chồng chủ nhân 13 con chó đã rời tỉnh Long An cuối tuần qua trở về tỉnh Cà Mau để tìm kiếm nơi sinh sống an toàn trong mùa đại dịch đầy đe dọa hiện nay. Họ về tới huyện Khánh Hưng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Giới chức y tế tại địa phương đã quyết định tiêu hủy đàn chó này vì lo ngại chúng cũng bị lây nhiễm COVID-19. Theo bác sĩ Tuấn Nguyễn là giáo sư trường Đại học Công nghệ Sydney, Australia, thì không có bằng chứng cho thấy chó truyền COVID-19 cho người về phương diện khoa học. Ông Tuấn Nguyễn cũng cho biết, thưa quý vị, thì cho rằng là quyết định giết đàn chó của giới chức thẩm quyền Cộng sản tại Cà Mau là hành vi phản khoa học, độc ác, phi đạo đức và vô nhân đạo rất là tội nghiệp và sáng hôm mai có coi cái video này lên thấy yeah, vâng. nghiệp lắm. Đây là một cái thông tin mà hôm nay thì không phải là ở bên Hoa Kỳ chúng ta mà ừ. người dân ở Việt Nam luôn, ừ. người ta cũng rất là bức giống như là người ta rất là tức tối khi mà người ta lại đọc những cái thông tin đó, ừ. 13 con chó mà bị thiêu hủy trước mặt của cái người chủ nhân đó mà người ta nuôi con chó đó người ta rất cưng, chị thấy là trong hai vợ chồng đó chở những cái con chó trên chiếc xe gắn máy ừ. mà đi từ Sài Gòn về Cà Mau mà xong rồi chứng kiến cảnh 12 con chó những con, con vật yêu của mình ừ. mà thiêu trước mặt mình thương đau lắm. khổ đúng không Thanh Mai? Nhà thằng Mai cũng có nuôi mấy con chó cưng như cưng trứng thưa quý vị thương lắm luôn á mà thấy những cảnh đó thấy tội thiệt là tội. Không rồi. thật sự đây là chúng ta thấy là một cái ừ. hành động mà khá độc ác của của chính quyền của Cà Mau làm ừ. cái hành động đó em thấy là thật sự là vô nhân đạo đúng không chị? Đúng rồi. Và thưa quý vị và đó là phần tin Việt Nam chúng tôi trở lại với phần tin thế giới sau phần bảo trợ của đài cảm ơn quý vị.